Nhà chị có nuôi cá sấu đâu mà chị biết đánh. Cá sấu nuôi giống như người thôi. Ủa thế ngày nào em phải vất vả thế này á? Vâng ạ. Ủa thế ạ? Thế bạn ấy cũng giống bọn mình nhỉ? Cứ ăn xong là phải đánh răng ạ? Vâng ạ. À hôm nay chị mới biết đấy. Thảo nào. Ôi thế thì Su cũng vất vả phết đấy nhỉ? Tối ăn xong là phải đánh răng, xong sáng ngủ dậy cũng phải đánh răng hả em? Hôm nay á, chúng mình phải đánh răng cho bọn chúng thôi. Mình chuẩn bị sẵn bằng chải này, kem đánh răng nữa các bạn ạ. Bây giờ á, chúng mình cùng đánh răng với mình nhé. Đấy, hôm qua không đánh răng đấy. Răng mù rồi. Wow, siêu nhân ơi. Sao nhà em lại nuôi nhiều cá sấu này ạ? Tại vì là hôm nay em tại vì hôm qua cá sấu ăn xong vội quá nên là không kịp đánh răng. Thế à? Thế ngày nào em cũng phải đánh răng cho hết cái lũ cá sấu này á? Vâng. Ngoài đánh răng cho cá sấu có khó không em? Không khó. Nhưng mà nó có cắn mình không? Không cắn. Không cắn à? Mình nuôi nhiều rồi thì nó sẽ không cắn. Bây giờ mình có biết đánh răng không? Mình chỉ đánh răng của cho em cái con này. Thế bây giờ chị chưa đánh răng cá sấu bao giờ cả. Bởi vì chị đánh răng là chị thôi. Em dạy chị nhé. À không phải lấy kem đánh răng như mình à em? À chị không biết đánh răng cá sấu đâu, đây là lần đầu tiên chị đi đánh răng cho cá sấu luôn. Đầu tiên cọ cọ ở ngoài. Bạn này đúng không? Vâng, đầu tiên chị phải chấm nước đã. À, đây. Thế này à? Rồi, tiếp theo mình sẽ đánh răng. Cọ vào đây hả em? Vâng ạ. À, thế à? Thế này à? Vâng ạ. Thế đánh răng cá sấu cũng không khó nhỉ? Giống như đánh răng người thôi mà. Đúng rồi. À, em chăm đánh răng cho các bạn đấy Thảo nào. Răng các bạn ấy trắng phao luôn ý. Nhà chị có nuôi cá sấu đâu mà chị biết đánh. Cá sấu nuôi giống như người thôi. Ủa thế ngày nào em phải vất vả thế này á? Vâng ạ. Ủa thế ạ? Thế bạn ấy cũng giống bọn mình nhỉ? Cứ ăn xong là phải đánh răng ạ? Vâng ạ. À hôm nay chị mới biết đấy. Thảo nào. Ôi thế thì Su cũng vất vả phết đấy nhỉ? Tối ăn xong là phải đánh răng, xong sáng ngủ dậy cũng phải đánh răng hả em? Thế à? Thảo nào răng cá sấu nhà em không sâu. Nhà chị ngày xưa bạn chị nuôi cá sấu răng sấu hết luôn. Bán kẹo thôi. Con này không bị sâu nhỉ? Bởi vì em chăm đánh răng thế này cơ mà. Cũng được bọn như mình luôn nhỉ? Đúng rồi đấy. Cô em phải cầm với chị đây này. Em đừng ngờ bạn ấy thế. Chị sợ đây nhớ đây chị bảo. Đấy, xong rồi đánh đi. Đấy, chị đánh khắc sạch cơ. Thế xong rồi nào ra? Xong rồi chúng mình rửa nước đúng không? Xong rồi chúng mình phải cọ ở trong đã. Răng hàm ạ? À? À, thì ra đây là cái răng hàm đúng không? Có cả mặt ngang đấy. À, đúng rồi, đây là răng hàm, còn đây là hàm trên, đây là hàm dưới đúng không? Đây, chị cọ vào răng hàm đúng không? Tiếp theo là chị cọ lưỡi đây. À, thế là mình phải lật ngược bàn chải lên đây để mình cạo lưỡi đúng không? Không, mình vẫn như này thôi. À, thế xong rồi cạo lưỡi cho lưỡi bạn ấy sạch đúng không? Thảo nào lưỡi bạn ấy trắng ấy. Lưỡi đỏ, phao luôn. Úi, em đánh vào mũi thôi ý. Đánh cẩn thận, bởi vì bạn ấy nhỏ quá đúng không? Rồi, bạn cá sấu của chị có vẻ sạch rồi đấy. Chị rửa trước nhá, xong rồi mình lấy nước này ra đúng không? Không giống như bọn mình đúng không? Rửa vào đây. À, thì ra đây là rửa răng của cá sấu. Ui, công việc lại vất vả và khó khăn phết đấy nhỉ? Dạ, có khó gì đâu, chị đánh răng chúng người thì... À, thế à, chị cũng nghĩ là nó khó cơ ấy. À. Ui, răng cá sấu của chị trắng phau rồi Su ơi. Của chị sạch rồi. Chị dùng cái khăn này nhá. Đúng không? Để lau miệng cho bạn đấy à? Ui, nhưng mà phải công nhận là bạn ấy cắn chị đây. Bạn ấy thế. Bạn ấy chỉ trêu chị thôi đúng không? Đúng rồi, bởi vì bạn ấy biết chị là bạn của em rồi đúng không? Nên là bạn ấy không bọc chị đâu. Bạn ấy quý chị lắm ấy. Ôi, bạn Su khéo thật đấy. Đây đây, khăn nó xong rồi này. Đây, em lấy khăn này để chị lấy cho một cái khăn nữa. Vất vả quá nhờ bạn. Chị cứ nghĩ là Su ở nhà chị ăn với chơi với học thôi. Đã học giỏi rồi lại còn chăm các em khéo nữa chứ. Chị còn nuôi nguyên một đàn cá sấu luôn lại nữa chứ. Giỏi thật đấy. Mình phải đánh cả ở trên này. Nếu mà mình vật lên trên thì mình phải đánh ở trên nữa. À thế à? Thì nó sẽ sạch hơn. Mình rửa đi. À và mình chỉ còn như này rồi sẽ sạch thôi.
Công nhận đấy, công việc của em vất vả quá nhở. Em còn tắm cho cá sấu nữa cơ. À thế à? Mà hai bạn kia em làm xong rồi đúng không? À, bạn cá sấu này của chị đã làm xong rồi. Sạch ơi là sạch rồi. Ý, chị cho bạn cá sấu này nằm đây nhá. Ôi, bạn cá sấu này sạch quá. Ôi, bạn Su lại còn cạo lưỡi nữa cơ. À. Thôi được rồi em ơi, em lau cho bạn ấy đi không à, bạn ấy lạnh đấy. Rồi, hai bạn kia em làm xong rồi đúng không? Xong rồi em mời chị. À, đánh răng xong cắm luôn đúng không? Vâng, rồi, đưa chị giúp nào. Ôi. Đây để em lau cho. Ừ, rồi hết rồi. Em lau cho, để em lau cho. Là chị trong này là có nước. Sạch chưa? Răng cá sấu đã trắng chưa? Mày trắng phau luôn nhở? Em tắm xong chưa? Dạ, em làm xong rồi. Em để bạn ấy ra đây để bạn ấy phơi nắng mà bạn ấy tự khô đấy em ạ. Wow. Bây giờ em nằm đây nhá. Thế bây giờ em đi học bài à? Ừ. Thế em học bài chị về nhá. Chiều chị sang chị gọi nhá. Lúc mà học bài xong tối chị sang cho cùng nhá. Ừ, chị về đây. Chán thế, nó nãy học bài suốt thế này đã học không trò thế mà nó vẫn học. Bây giờ lã phải dọn bài. Cá sấu ơi, tốn tiền quá đi mất. Chỗ kia không có tiếng đều. Đâu đâu thuyền trưởng? À đúng rồi, chúng ta đi lên đấy đi. Thuyền trưởng ơi, ta đang nghe thấy có tiếng gì nữa. Nó kêu ở đây có thú dữ ăn thịt không hả thuyền trưởng? Ừ. Vớ vẩn, làm gì có con gì? Ta sợ lắm, ở đây thấy nó hoang vu lắm. Ờ, à, thôi, cứ lên trên lều rồi đã. Lên đi. Chúng ta thuyền trưởng, thế mà cũng sợ. Sợ chứ, cướp biển chúng ta cướp trên biển, nhưng đây là ở trên bờ, làm sao chúng ta đánh được lại những con vật ăn thịt. Ví dụ như bây giờ có một con sói đâu. Trời ơi, lên đến trên này là chắc là không có còn gì ăn thịt đâu nhờ. Ta nghĩ đây có kho báu nữa. Kho báu á? Ở đúng rồi, trên đảo Hoàng Hạch có lắm. Hãy chúng ta thử tìm đi, biết đâu á, chúng ta sẽ vớ được một cái kho báu nào đấy. Chúng ta sẽ giàu to luôn đúng không? Wow, cái này này. Ơ, nhìn kia. Cái gì vậy, cái gì vậy? Kho báu. Wow, chúng ta giàu rồi. Yeah. Ôi thuyền trưởng ơi. Wow, có đúng không, có đúng không, có đúng không? Wow, đây này. Này kim cương này, phong ngọc này. Wow, nó có to chứ thuyền trưởng. À, đúng ngọc thật đấy. Wow, nó có phải vàng không? Ừ, vàng vàng vàng. Wow, ui nhiều quá. Chúng ta giàu không miệng nữa nè. À, đúng rồi đấy, hình như là của vua nào ấy. Wow. Ôi, ở bên thuyền trưởng nhiều tiền thế này. Ôi, toàn những đồng tiền to thôi. Ta tiền nhỏ thế nào. Thuyền trưởng ơi, chúng ta xong rồi. Ồ, chúng ta đi ăn nhà hàng đi. Nên ăn thuyền làm gì có nhà hàng. Ờ, chúng ta đang lạc trên đảo hoang. Có tiền thì bây giờ chúng ta làm gì bây giờ. Thuyền trưởng ơi, ta khát nước. Khát nước gì? Ừ. Chữ nước bọt mà uống đi. Vẫn phải nuốt nước bọt mà uống đó. Đây làm gì có nước. Nói thế thì còn nói nữa. Ui, nhưng mà đói lắm. Tiền nhiều thế này. Nhưng mà đói thì lấy gì mà ăn ở trên trường. Đây, nắm ra. Người đấy mà mút tiền đi. Tí sao lo. Người đấy cứ mà mút tiền đấy. Mút tiền mà lo được ư? Thế này, bây chúng ta cho hết tiền hòm vào đây, chúng ta sẽ bê đi. Chúng ta đi kia đi săn cái gì ăn đi. Không, chúng ta chết đói ở đây thì tiền này chúng ta cũng không mang về được đâu thuyền trưởng ạ. À, đúng không? Đúng rồi. Ừ, thuyền trưởng ơi, ngươi một hòm ta một hòm nhá. À, chúng ta sẽ cùng nhau mang về nhà nhớ chưa? Để chúng ta sẽ chia nhau. Lần này mà về đất liền á, nhất định chúng ta sẽ phải đi ăn. Ôi, nhiều tiền quá. Thật là hên, nhưng mà chúng ta không biết khi nào mới ra được đây. Thuyền trưởng sao vào bên này đi. Tôi giúp, tôi giúp. Bên thuyền trưởng thật tiên là tiền thôi nhiều. Thôi chúng ta đi thôi. Thôi chuộc kiếm. Chúng ta sẽ đi, phải đi săn cái gì ăn nổi. Đói quá rồi. Nào đi thôi, đi thôi. Đây đằng này, đằng này. Thôi chuộc, chúng ta đi thôi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Rồi, chào tất cả các em nhé.